Vâng, em Thảo Auto Bình Dân xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Thảo Khang. Và hôm nay tiếp tục chương trình hôm nay là em làm clip này để giới thiệu giao lưu đến quý vị và các bạn chúng ta một cặp mic và một cặp jack của hãng Pioneer vị ha. Pioneer, hãng Pioneer Made in Japan đàng hoàng vị ha. Đây là hàng bãi cắt trên sò. Hàng nó về thì tháo thùng ra thì nó cũng trong tình trạng nguyên zin và đẹp xuất sắc quý vị ha. Thì trước khi làm việc thì chúng ta làm việc cặp jack trước vậy ha. Đây, em nắm đầu từng cặp ra, ý em kéo từng cặp ra để em làm việc cho quý vị và các bạn. Đây. Thì mic thì có đồ bảo vệ vậy ha, jack cũng có đồ bảo vệ luôn. Đây là đồ bảo vệ của jack. Đây, đây là làm vậy. Lắp cho thùng là ok. Các em bé không có đụng phạm gì hết cho nên là cái tiếng lo, mũi lo này kia nọ nếu mà chúng ta chơi thì cũng còn sẽ rất là đẹp vậy ha. Hiện trạng thì bây giờ thì nó đang rất là đẹp nè quý vị. Đó. Thì để em đo cho quý vị và các bạn chúng ta xem cái kích thước của cái chép này. Bề ngang, tổng bề ngang của cái chép này, đường kính của nó được 10 cm vậy ha. Ngang dọc gì cũng vậy hết. Cái này dạng hình vuông vậy ha. 10. 10. Đây là dạng hình vuông và cặp chép tình trạng còn rất đẹp. Màng mũi rốn kia các cả gâu dây nhỏ đều rất đẹp vậy ha. Rồi. Thì để em đo cái cũ của nó cho quý vị và các bạn xem. Đây. Đây là chép giấy. Đường kính cũ được 4.5 cm vậy ha. Đấy. Có logo của hãng Pioneer. Đóng logo và số lô sản xuất thì kia nọ đâu có hết đầy đủ hết. Đẹp quá vậy nha. Đẹp tuyệt vời ở mặt trời luôn, không chơi vào đâu được hết. Con này thì còn hoạt động hoàn hảo luôn vì ha. Rồi hình thức một cặp chép, tiếp tục là cặp mic vì ha. Đem lấy cặp mic ra đây cho vị. Cặp mic này thì nè vị ha, nó phải nằm ở trong cái này luôn đi, tại vì cái gâu của nó rất là dài nè vị, cái rắc cắm để nó thò ra khỏi cái nó thò ra khỏi cái hộp của nó. Đây là để ngoài là nó nằm xéo xéo. Đây, màng rốn rất đẹp. Tiếng loa nói chung là cặp hai cặp này tiếng loa rất là đẹp quý vị. Đây nè. Rồi thì em cũng sẽ đo cho quý vị và các bạn chúng ta nắm được cái kích thước của cái cặp mic này luôn, 12 cm quý vị ha. Đấy. 12 cm nó cũng dạng hình vuông luôn quý vị. Chiều nào cũng 12 hết. Cũ này thì rất là to cái gì nha. Cũ to chà bá lửa luôn cái gì nha. To gọi là chà bá lửa rồi quý vị biết rồi. Cũ mét của Pioneer thì không vừa rồi. Tiếng cực kỳ lý do gì mà cái cũ này nó không đóng cái gì hết là tại vì trên cái hộp này. Cái hộp đi kèm của nó đã dán số lô sản xuất số series cũng như là thương hiệu của Pioneer. Cái hộp này là chúng ta nhìn là chúng ta biết cái hộp riêng biệt của Pioneer đi ha. Đựng cái mic ấp lại để cho hơi lô bát quýnh không lọt vào đây, không lọt vào, không làm hư màng của cái lô mic, nó bảo vệ mic đó đi ha. Ở đây cũng vậy luôn, tại khi mà vô đây thế thì tiếng mic của nó rất là ấm, rất là hay đi ha. Nó làm nó có cái chiều của nó đi ha, kỹ thuật của người ta đó. Em quay cho các bạn coi sát trong gốm lo này, cái đồ còn rất đẹp đi nha. Rồi đây thì nó cũng không có đóng gì và đặc biệt là nó nằm ở đây hết vì ha. Đó, đây là cái đầu bảo vệ của cái mic luôn, cái màn che bảo vệ của mic luôn đó. Đó và trong nếu mà chàng Thảo hàng giao lưu đến quý vị và các bạn thì đồ đi theo những cái gì mình sẽ tặng hết cho quý vị. Đây nguyên cái combo này luôn, chép 500 cắt mạnh cho nên là hết cắt mạnh gì ha. Màng bảo vệ chép mic, màng bảo vệ mic vậy ha, hai hộp bảo vệ mic luôn. Đấy, giao lưu nguyên combo này cho quý vị và các bạn. Rồi thì tiếp theo thì em sẽ test mic và chép này luôn, test xong em sẽ báo giá quý vị theo dõi hết clip để nghe Trần Thắng Khang báo giá rất là bình dân vậy ha, giá rất là rẻ, rất là tốt cho anh em độ chế.
hoặc là anh em gắn thùng đồ nhà của mình có bị hỏng. Rồi mời anh em vào xem clip tiếp tục là phần test đi nha. Và đây tiếp tục theo đây là em mời vị và các bạn xem cảnh em test đo mít bị nưa vị ha, mít của lò bị nưa nè vị. Ta đón đưa có nhau từng ngày trần gian, cái màn lò tiếng lò đẹp đây em luôn ha. Vẫn trao tay từ đêm đông mây Giáng sinh, em khấn cầu trọn đời ta bên nhau. Thiên Chúa trên cao hằng toàn thân vương. Thì hôm nay mình test cái cặp mic này là thứ nhất, vấn đề thứ nhất là mình test cặp mic cặp chép để mình giao lưu đến quý vị và các bạn. Mà sao mình cũng sẵn cái trong cái clip này là cái con Amplifier Samsung 607 MG này sẵn mình test cho vị và các bạn là con này cũng đang hoạt động hoàn hảo luôn đi ha. Nha. Ba lần. Lép nó vậy. Giữa. Right. Đi ha. Chép về zero. Bây giờ đang test mình để zero hết đi ha. Báo cáo gì làm đi nó hoạt động hoàn hảo vậy thôi. Rồi thì cái gặp bếp của video của mình đây. Trần trong màn khói mơ thấy bóng em về, nghe tiếng em cười to. Ta phá tan thành sâu, vực ta khỏi hố tương. Vì từ em đi, chúng ta uống. Rồi xong cặp mét đi ha. Em mời các bạn chúng ta chuẩn bị, em test cặp chép luôn cho các bạn chúng ta cùng nghe. Rồi tiếp theo đây là test cặp chép đi ha, chép đi nữa. Đây là vị. Lấy tiếp đi, nãy giờ em cộng. Rồi vậy ha, thì cặp mic và cặp chép tất cả đều hoạt động hoàn hảo vậy ha, mic và chép đều hoạt động hoàn hảo. Thì em cũng xin báo giá giao lưu đôi mic và đôi chép này hôm nay sếp Trần Thỏ Khang em sẽ giảm giá để giao lưu và chia sẻ đến quý vị và các bạn chúng ta một cặp mic và một cặp chép của hãng Pioneer, nó nằm trong thùng set A7 vậy ha. Nếu anh em nào có thùng đó thì để vô, thì nhà chúng ta đang bị hư thì để vô thì quá tuyệt vời luôn vậy. Còn nếu quý vị và các bạn nào muốn kích lo để chơi thì bộ này cũng rất là hay vì ha, chép giấy và mét của Pioneer thì rất là xịn sò rồi, tiếng rất mạnh như vậy nha. Thì em xin báo giá giao lưu đôi hai đôi này với giá là, nếu mà quý vị lấy hết hai đôi ha thì em tính cho quý vị và các bạn chúng ta 1,5 triệu thôi vì nha. Đó còn lẻ thì chép 800 mét 1 triệu vì ha, đó 8, còn lấy hết hai thì chúng ta em sẽ giảm giá cho quý vị là 1,500,000 đồng cho hai đôi luôn. Ở trong khi bán thì em có tặng kèm cái hai cái kiềng để che lo mít và chép luôn đi ha, tặng hết luôn, cái gì theo lo là mình tặng hết luôn, mình không có để lại làm gì. Và hai cái hộp đựng mít đó mình cũng tặng luôn quý vị, nếu quý vị và các bạn nào chúng ta mua lo mít thì có cái hộp sẵn đó. Rồi thì tình trạng là như vậy.
độ thì hoạt động hoàn hảo vậy ha, đẹp căng xe bàn. Thì đến đây em xin tạm dừng video vì nha, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút thời gian để xem clip kênh Trọng Thảo Khăn của em. Và trước khi rời khỏi màn hình, quý vị đừng quên cho Trọng Thảo Khăn xin một like và xin thêm một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần cũng như ủng hộ kênh Trọng Thảo Khăn của em vì nha. Em xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.